Dạ, nó lâu nó sẽ hôi. Đây là bữa mâm cơm của gia đình mình. Ủa? Có cậu không? Má ơi, cặp cậu lại đi. À, chạy vậy là ngon rồi. Đó. Nha. À, cả nhà ơi, hôm nay thì xin có một món ăn rất là đặc biệt và lạ nữa, đó là không biết cả nhà có ai đã từng xem hoặc là đã thấy cái con hải sâm dừa ở dưới biển chưa nha. Đó thì nó giống nói chung là cái con này là nó giống như một chiếc banh ở dưới biển đó, nhưng mà cái tên mà người dân hay gọi nó gọi là con banh long. Đó, nó giống như một chiếc banh của người ta hay đánh tennis đó cả nhà. À, thì bây giờ không để cái nhà chờ lâu nữa, vì chúng ta sẽ bắt đầu vô để chế biến cái loại hải sâm biển này để mà mình ăn cả nhà. Đó thì bây giờ chúng ta vô bắt đầu làm thôi cả nhà. Đây là con banh long mọi người. Đây là con hải sâm. Giống như là nó giống như là một là trái dừa vậy đó. Và là cái banh vậy đó. Nó. À, mọi người xem nè, thấy chưa? Đó, đây là. Ăn nó vô giống như là ăn lỗ tai heo vậy đó. Banh long rồi đó. Banh long không? Đây là banh long rồi luôn. Banh long chị. Cái con hải sâm ở dưới biển á. Không, cái này là người ta ngoài kia ta đổi với mình á. Mấy cái tàu ngoài kia ta đổi với bên vợ em á. À. Ăn nó vô giống như lỗ tai heo đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cho sạch sẽ rồi đầu cái mình đem đi luộc nha, mình luộc cho nó. Dạ, mình rửa xong mình luộc cái vậy cho. Dạ dạ. Sắp ra mình xào anh. Này là xăm biển mà. Đây là hải sâm biển nha cả nhà, nó có tên là hải sâm dừa. Nhìn nó giống như trái banh luôn. Giống như trái banh vậy đó. Trái banh mà người ta đánh tennis á, những người giàu đánh nha. Cả nhà bây giờ xin sẽ đem cái con banh long này nè, hải sâm dừa này, để mà mình đi luộc nó cho nó bớt chất nhờn nha cả nhà, cho nó sạch. Cái này nó cũng còn hơi hôi tại ta đánh bắt lâu quá đó, giờ mình đem luộc ha để giảm bớt cái mùi hôi đó. Xôi nha mọi người. Đó. Trộn nước xôi. Nhà thấy không? Mở con đây là cái con hải sâm dừa. Mình bắt nước để ra cho nó sạch. Đó, nó gặp lại ba độ nhớ rồi cả nhà. Này ấy.
ra để cho nó sạch luôn rồi, đổ ra vào cái mình rửa với cái nó sạch, rồi sau đó mình sắc ra để mình xào đó. Mình ăn thôi, xào đi vậy, xào cái gì là thịt nha. Giờ là mình chỉ việc là đổ nước vô cái cho sạch ra mọi người. Còn cái sạch cái cái lọ này thì tại do họ đánh bắt trên tàu ở nhà nó lâu thì nó sẽ hôi, thì cũng khó bắt nước sôi trụng qua cái cho sạch sạch nha mọi người. Nó giống như một cái lỗ tai heo quá nha. Giống như một lỗ tai heo không? Này đi quay. Dùng sắt ra ha. Ủa? Sắt ra mình xào ha. Lấy chanh nữa cả nhà, lấy chanh rửa thêm cái nữa. Đổ sạch luôn. Bây giờ là mình sẽ sắc cái con hải sâm dừa này ra ra cả nhà. Thì mình sẽ sắc nhỏ nhỏ ra không để giống lỗ tai heo đó, rồi mình xào lên mình ăn ha. Giờ mình sắc nhỏ nhỏ nha. Với con bạch lòng. Cả nhà để cho mình cả nhà thấy nha, giờ mình ăn cả nhà coi nè, mình ăn một con thử, nó giống lỗ tai heo đó, dài dài, mình sơ qua, hơi còn ngọt không, hơi giờ mình sẽ tranh thủ sắc cho nó xong rồi để bắt đầu mình lên món cả nhà, nghĩa là mình sẽ xào với cái gia vị nào đó để mà cho nó ngon. Giờ vậy nha. Ngon lắm nha. Đây là một cái mâm cơm của gia đình mình. Đó. Hồi đã chỉ có như đây thôi. Có mẹ đâu ta? Ăn cơm mất đạn bạc ở đảo của mình. Cá ở biển mình, chỉ là cá tươi ở biển không nha. Tất cả mọi thứ đây đều ở biển, chỉ có vịt này là mình mua. Chúng mất liền ra thôi. Cũng có nuôi nữa, mà ít lắm.
giờ mình ở nhà cô ăn cơm với mình nha. Cả nhà có biết không, đây là cái loại hải sâm mà có thể là nói chung là họ đánh bắt ở dưới biển á, mà cái độ sâu đó là từ 20 đến 40 mét ở dưới mặt biển. Thì khi mình bắt lên á thì mình phải để nó trong nước mình kia cho nó sống lâu để mà cho nó còn chắc để mà ngon đó. Thì bây giờ Sinh đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ và mình đã vệ sinh sạch sẽ. Thì bước cuối cùng là mình sẽ chế biến ra cho cả nhà cùng xem. Đây là một loại hải sâm dừa, nó rất là bổ và rất có nhiều cái hay cho con người mình, để mà bồi bổ cho người rất hay đó. Thì bây giờ bắt đầu mình sẽ đi chế biến và ăn ngay thử coi nó ngon không nè. Thôi đi thôi. Có biết à. Để cho ba bán rồi bán cái gì tiền. Có chục đứa. Bây giờ mình mời mọi người cùng ăn với mình con bánh lòng nha. Đây là lẩu bánh lòng. Lẩu hải sâm. Có bỏ thịt bò vô không? Ăn biết không? Ủa lộn được. Có bia không em? Có bia ăn nữa. Đây, này bánh lông mọi người. Đó, này thấy không? Đây là con hải sâm dừa nha. Mình có nhà nha. Dạ, mẹ nói hả? Nó khóc, nó hỏi, nó nói là tại nó kháng hỏi con mới nói chứ. Còn lao nghe này nói, có đâu mà là ba hỏi nha. Có đâu? Thấy ghê thiệt. Có đời nào ba không, có đời nào ba hỏi. Chói lắm, quỷ đó, nó chói lắm. Ủa là cái gì, có gì? Quay. Có đâu, quay ăn gì không? À, quay lại. Đi nghe nói ăn, sang ăn về má này nướng nó u là trời thiệt. Không có khỏi con nít chưa? Chăng lắm. Chưa. Kỵ lắm thiệt. Mày thấy tí hông, mày thấy tí hông chữ mèo không? Mày thấy tí hông chữ mèo. Cái gì tí hông có mèo không? Tí sữa dừa. Tí ngọ mèo dầu. Vậy là tí hông khắc với tí ngọ mèo dầu. Để hay để đâu tướng hình xung ghê chứ. Khổ như là cũng như là gì bướm như quá là mùi. Mùi mẹo và tức rồi. Những là con đồ cũng học tí hông với những không con chó thì đuổi con chuột, mẹ đuổi chó. Giờ để con cho chú chính nè, mày có thấy không? Nữa nghe ông như kể cái nhiều chuyện đó nữa mà. Mình chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, hồi nãy Sinh vừa mới ăn xong một cái món, đó là cái món lẩu. Thì ngày mai đi, ngày mai mình sẽ cho cả nhà cùng thưởng thức với mình cái món hải sâm dừa. Mình sẽ xào với hành tây nha cả nhà, hay là khớp gì đó. Đây là cái món lẩu bên nhà cô mình. Đó thì cũng dư nên mình mới làm cho cả nhà cùng xem ăn với lẩu bò luôn. Nói chung rất là ngon và giòn cả nhà. Nếu như là cái da heo đó, ăn rất là ngon. Nếu cả nhà mà có cơ hội thì nên thử cái món này nha. Cái là rất là bổ nữa. Tuyệt vời. Cả nhà ơi, bây giờ là xin sẽ bắt đầu mời cả nhà cùng thưởng thức với mình cái món hải sản, cái món hải sâm với lộn, hải sâm dừa này nha cả nhà. Nó được gọi là cái con banh long, con này gọi là con banh long nha. Thì không để cả nhà chờ lâu nữa, chúng ta bắt đầu đi thưởng thức cái món này liền cả nhà. Đó. Đây là con banh long nè. Này sao? Làm hàng hàng cho mình. Trời ơi, củ quý đi trời, cái này là bạch đời đế vương ăn luôn đó. Ê con, miếng con bưng đưa lại á. Đây là gỏi vịt. Hả? Ngon. Mày xào gì vậy? Mày xào không á.
mình ăn bánh đường cho nó đánh đấy lắm. Này con bánh lông hơn. Đây là cái đó này cho bác sĩ mà. Đâu, kiếm một trăm hàng hàng nó đưa lại nó cho bán. Đây này. Còn lắm dơ ăn giống như là da heo thôi. Heo ăn miếng này. Thì là mình xào. Xào nó ngon hơn. Làm sao? Xào ra ớt là nó còn chút xào ớt là ngon đây không? Ớt siêu kỳ hả? Sợ sợ ớt siêu kỳ rồi mà. Da da giòn giòn con da heo. Mẹ nói anh mấy ngày nay rồi chỉ mình hết sợ chứ không phải sợ đó. Ngon à. Như ngủ bắt con đi. Cái okay, gì là ngon rồi. Đó, còn cô thấy túm kìa nữa kìa, ai đến kìa nữa kìa. Mà là ngon lắm cả nhà. Mẹ tôi không đánh nữa. À, gì ngon. Nó không ăn, còn ăn cái ai ăn đâu. Ăn một cái. Ăn này cái ăn thì ăn đi. Cái này đi lại. Nó không ngon lắm. Con khác em. Mà không đọc cái chấm ăn đâu, đúng không? Sợ. Cái tên mình ăn ngon. Mà không đang ngon, mà không đang ngon lại kêu. Anh mới hôm nay cái nó cứ nhét nè. Cái gì dưa hả? Nó bự. Cái này làm ngon nè. Nó bự. Là nó. Nhớ tôi. Bây giờ không làm thế nữa. Mẹ đã đâu như con cái. Rất là ngon cả nhà. Quá hấp dẫn. Nó giống như là một cái da heo. Đổ tay heo chứ. Ăn vô là ngon lắm. Và nó bổ hơn cái nhiều. Kè. Ngủ con. Kè ngủ rồi. Đâu bánh dầm. Cũng rất là ngon nha các bạn. Đó mình ăn vậy cho mọi người cùng xem nha. Dạ dạ giòn giòn như vậy heo không? Bánh lông này con. Con không muốn ăn đâu. Mình sợ chết. Hồi đó ghê con làm bánh lông mà. Cơm qua. Mẹ có 2 miếng. Hồi đó ba con làm bánh lông á. Rất ngon. Nhìn cục tròn tròn sao không chết đi. Như vậy đó. Nó chị bệnh gì đó mà em. Chị nhiều bệnh lắm. Rất là luôn à. Cái loại chị rất nhiều bệnh nha mọi người. Ngon. Bởi giúp nha, bởi giúp nha. Ăn lên lên. Đúng rồi. Thì nói nó đưa là nhỏ mình mà lấy là bự bán rồi. Sao vậy? Cái này cắt ra. Ơi, đây. Đi một lần là đỡ quậy luôn nghe, đỡ mà sữa nghe. Cái bằng cơm cho qua sữa nữa hả? Ờ. Bây giờ ăn mà nè. Ờ. Vậy nè. Sao giờ mà tẩy kìa anh nói. Điện tấm đi chứ. Kìa chém mình lòng đó không em đổ ra cho anh. Đó. Cả nhà ơi, mình vừa mới thưởng thức xong một cái món rất là ngon. Thì nói chung là cái video này thì mình chỉ là quay sơ qua và quay cho mọi người biết được là cái món ăn này nó hấp dẫn và ngon như thế nào. Thì nói chung là cái món này nó như là một cái đổ tay heo đó, rất là ngon cả nhà. Nhìn bề ngoài thì nó ớn ớn lại ghê đó, nhưng mà khi mà các bạn chế biến ra luộc nó lên rồi sau đó cái mình trụng nước sôi thì nó sẽ dày lên và ngon đó. Thì các bạn có thể là làm rất là nhiều món ngon như lại mình hầm này kia đó. Thì nói chung là nó được xếp trong những cái món ăn của vua chúa thời xưa đó cả nhà, rất là ngon đó. Thì cả nhà ơi, đừng bao giờ bỏ những cái món ăn như thế này nghe, rất là ngon cả nhà. Nhiều khi mình đem cái món về mà không biết nó là một cái món rất là hấp dẫn. Tại vì bà cô và chú của mình á, ông chú của mình á, là đi biển vô thì ăn rất là nhiều món ngon mà kiểu như thấy ớn ớn nên cho đâu biết đâu đó. Thì nghe mình nói xong thì họ mới bắt đầu ăn và thưởng thức. Thì thôi bây giờ mình xin kết thúc tại đây. Nếu cả nhà thấy hay thì đừng quên nhấn đăng ký, subscribe, chia sẻ cho mình về cái món ăn hấp dẫn này nghe cả nhà. Đó, thì mình còn rất là nhiều cái món ăn ngon hơn vậy nữa. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những cái clip sắp tới nữa nha. Bye bye. Cảm ơn cả nhà luôn luôn theo dõi ủng hộ.